Sampi sampakampi sampaveti apamano cha olaro opaso loke paturaho siyati kamme vatevanan devanupavan atako pakawa utanan utane si anja sivatapo kontanyo han Buddha-ya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trên mạng Internet qua Banh Thốt, Facebook, Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 5 giờ từ 3:50 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con nhật mình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng cho nhật mình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2021 Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Bali, bài 2 động từ thì hiện tại, tiến hành cách tiếp theo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Bích Đinh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Tiếp tục chương trình, chúng con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và con kính nhân Mít Tính Sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính đảnh lễ chư Phật tử siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết là thời gian qua có gì thay đổi không, nhưng mà hình như là
trong lớp dạy Pali thì chúng ta không có phần dẫn nhập phải không? Có vị nào quan hệ cho chúng tôi biết rằng có gì thế không? Nhớ là trước kia Thượng Tọa Từ Siêu có thường nói rằng phần Pali thì không có, không cần phải dẫn nhập. Thưa quý vị, dạ vâng, nếu vậy thì xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu Hoa Kỳ bắt đầu cho bài học ngày hôm nay. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Xin cảm ơn Thượng Tọa Nhật Đạo. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chúng tịnh văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và tâm chào tất cả quý tương lượng quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua bài 2. Trong bài 2 này, chúng ta vẫn đi chậm chậm để làm quen với cái động tường thì hiện tại tiến hành cách Guatemala. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta tập làm quen với một số động từ cơ bản tận cùng bằng A, E và O. Gọi là động từ cơ bản có nghĩa là động từ căn cộng với động từ tướng thì nó ra động từ cơ bản. Do đó cho nên hình thức A, E, O hay là A mà chúng ta đã học bài 1 là hình thức của động từ tướng. Trong tiếng Pali sau này chúng ta sẽ làm quen với 7 nhóm ngữ căn, nhưng mà theo trong sách cổ, sách Pali cổ thì chúng ta có đến 8 nhóm, nhưng mà cái nhóm thứ 8 đề bát ngữ căn đó thì nó ít động từ lắm, nó chỉ có một hai động từ thôi, cho nên không có cần phải chú ý. Chúng ta chỉ chú ý đến 7 nhóm căn để nhất ngữ căn động từ tướng là á, để nhị ngữ căn cũng là á, để tam ngữ căn thì nó ô, để tứ ngữ căn thì tận cùng bằng A, để ngủ vừa có A vừa có O, để lục nó O và A giá, tức là di rá, O di di rá. Rồi để thất là nên na giá, tức là hình thức tận cùng là E và A giá và A. Thì thưa quý vị, dù cho bây giờ chúng ta chưa có học qua 8 nhóm ngữ căn đó, nhưng mà chúng ta phải tập làm quen trước là hễ chia động từ là chúng ta gặp động từ cơ bản hình thức nào thì chúng ta phải chia đúng cái hình thức đó. Cái vị ngữ ở đây trong các ngôi như là hiện tại đó, là tiếng
là tí, si, tha, mi, ma. Và những biện ngữ, cái chữ đuôi á, cái chữ phía sau đuôi cái chữ đuôi đó khi mà nó ghép với động từ cơ bản thì nó ra động từ ở các ngôi, ngôi thứ ba, ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba, ngôi thứ nhì, ngôi thứ nhất. Cho nên chúng ta phải học làm quen. Bây giờ chỉ nói sơ quên thế này, một số động từ cơ bản tận cùng bằng A, bằng A, E, O. Chúng ta ôn lại cái bài cũ là động từ cơ bản bằng A như là chữ thao quát là chạy. Còn hôm nay chúng ta học ba cái động từ cơ bản A như là kít na, sút na, chít na, vân vân. Chữ kít na là mua. Còn DC, hình thức E đó, DC là thuyết giảng, cũng là một dạng động từ cơ bản. Ô như cá rô chẳng hạn là làm hay hành động, thì nó tận cùng là ô. Thì khi mà chúng ta chia đó, chia hình thức hiện tại tiến hành cách của chúng như là căn căn ki, đợt cơ bản là ki na, ngôi ba số ít số nhiều là ki na tí, ki na tí, ngôi hai số ít là ki na xí, số nhiều là ki na thá, ngôi một là ki na mí, ki na má. Lúc ban đầu thì cũng dễ thôi, không có khó thôi, nó cũng na ná vậy thôi. Nhưng mà chỉ có cái là thay vì hình thức á thì chúng ta đọc là tha quá tí, còn a thì ki na tí vậy đó. Động từ căn đít cơ bản là dc. Trong trường hợp này quý vị sẽ thắc mắc tại sao mà chữ đi, chữ đi ý mà đổi mà nó ra động từ cơ bản nó là e. Thì cái trường hợp này trong tương lai chúng ta sẽ học tới. Còn bây giờ nói thêm nữa quý vị bị rối, cho nên chúng tôi không có nói chỗ này, không có giải thích ở chỗ này. Thì động từ cơ bản dc đó, ngôi thứ ba số ít, dc tí số nhiều, dc tí, ngôi hai số ít là dc xí, số nhiều là dc thá, ngôi một số ít dc mí, số nhiều là dc má. Chúng tôi kiểm tra bài mà chúng tôi lại sơ ý một chỗ. Xưa từ tri sửa dùm cái ngôi thứ nhất DC mí chứ không phải DC mí à. Bỏ chữ ná, bỏ chữ n đi. DC mí, dạ, DC mí, DC má. DC mí, DC má. Đúng cái câu người ta nói ăn cơm phải đổ, cũng đổ thôi. Ăn kỹ cỡ nào cũng đổ. Căn carac, động từ cơ bản của nó là caro, có nghĩa là làm. Ngôi thứ ba số ít là caro tí, số nhiều caro tí. Ngôi thứ hai số ít là caro xí, số nhiều caro thá. Ngôi thứ nhất caro mí, số nhiều là caro má. Cái hình thức đó là gì? Bây giờ chúng ta xem cái chú thích. Cái chỗ chú thích này nha, thì nó hơi đa dạng chút.
các Phật tử chúng ta cũng đừng có quan mang, nhớ được không nhớ thì thôi, không sao cả. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói để sau này khi mà quý vị học lên nhiều rồi đó, lúc bây giờ quý vị sẽ nói đến bảy nhớ ngữ căn là chúng ta nhớ. Động từ cơ bản có dạng tận cùng là thì nó là hình thức cơ bản của các ngữ căn. Phu Phật Hòa Đi Gân Á, nhân căn phu, động từ tướng của nó là nhân ngữ căn rút, động từ tướng là ăn á. Quý vị cứ nhớ như vậy đi, rồi cái cách thức để mà lập thành đó, thì mai mốt chúng tôi trong những cái bài học kế tiếp chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng ta đừng có ngạc nhiên. Nhóm căn đi pháp, động từ tướng là giác. Chúng ta thấy chữ ác hoặc là ăn ác hoặc là giác, cái nhóm căn tân ác, động từ tướng là dư rác. Nhóm căn chua rác, động từ tướng là na giác. Nhóm căn gá, động từ tướng là pa. Thì chúng ta thấy cái tận cùng của các động từ tướng này nó đều là bị ngữ á cả, cho nên nó lập thành cái động từ cơ bản là lã. Thứ cái chú thích hai đó, động từ cơ bản có dạng tận cùng là a là hình thức cơ bản của các nhóm ngữ căn, như là nhóm căn xúc, tướng của nó là na una, như suna suna tí vân vân. Nhóm căn tí, động từ tướng là na tí na tí. Nhóm căn gá, động từ tướng là na ha gan ha tí, là lấy. Cái động từ cơ bản có dạng tận cùng là ê, thì cái hình thức cơ bản của các nhóm ngữ căn, nó là hình thức cơ bản các nhóm ngữ căn như là cái nhóm căn phu, động từ tướng là ê. Nhóm căn chua rác, động từ tướng của nó là nê. Động từ cơ bản phu á, đấy là cái nhóm phu, động từ cơ bản là ê. Cái trường hợp này chúng ta sẽ có gặp một vài trường hợp cái động từ thứ nhất, động từ mà vẫn là thí dụ cách thê sĩ là thuyết nói, còn chú rá thành là chô rê tí, ma rê tí, ma rê tí là giết, vân vân. Rồi thứ tư, cái chú thích bốn, động từ cơ bản có dạng tận cùng là ô, thì hình thức cơ bản là hình thức cơ bản của nhóm căn tánh ác, động từ tướng là ô. Cái nhóm động từ căn xúc nó cũng ô, thí dụ su nô tí chẳng hạn. Cái chú thích năm, động từ cơ bản có tận cùng là a, khi ghép với vị ngữ ngôi ba số nhiều là an tí, nó sẽ biến thành đoạn âm á. Thí dụ kina ghép với anh tí tình kỹ năng tí, chúng nó mua. Bây giờ chúng ta chỉ học đại khái vậy, mai mốt rồi chúng ta sẽ có một cái bảng liệt kê
bảy nhóm ngữ căn với các động từ tướng của chúng, thì lúc đó chúng ta sẽ rõ biết tại sao dầu cho bảy nhóm ngữ căn nó có nhiều dạng động từ tướng, nhưng mà dầu cho tận cùng như thế nào đi nữa, dầu cho dạng động từ tướng như thế nào thì tận cùng cũng chỉ có bốn hình thức là a a e o. Chúng ta nhớ gì động từ như vậy. Chúng ta chỉ học cho cái bài hai là chúng ta chỉ có cái cách đó, chúng ta học về làm quen, cái này gọi là làm quen với thêm ba dạng động từ cơ bản nữa. Như vậy là chúng ta đã học xong thì hiện tại với bốn dạng động từ cơ bản tận cùng a e o. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Bây giờ trong cái bài tập thì nó dễ lắm thưa quý vị. Đến bài tập phần A thì người ta bảo mình hãy tìm ra dạng cơ bản của các động từ. Thí dụ như chúng tôi lấy một chữ đầu thôi, cái này chúng ta nhắm mắt chúng ta làm bài cũng được nữa. Và punati động thì bỏ chữ tí ra thì chúng ta còn cái động từ cơ bản là vapuna, tức là chứng đắc, chứng đạt. Vapuna, gọi vapuna là động từ cơ bản của động từ vapunati. Thì đó là cái động từ cơ bản tận cùng là a, chúng ta nhớ chị. Làm cho quý vị một cái chữ đầu. Cái phần B, hãy dịch sang tiếng Việt các động từ sau đây. Tại sao chúng ta dịch cái này? Ở đây ý nghĩa thì nó có các cái từ đã được trong cái phần A đó, ý nghĩa đó, nhưng mà quý vị phải dịch cho đúng. Thí dụ chanami thì ở trong cái bài tập cái phần A có chữ chanati, có nghĩa là hiểu biết. Như vậy chanami rõ ràng chữ mí ở phía sau đó thì nó là ngồi thứ nhất, vị ngữ ngồi thứ nhất số ít, tôi. Cho nên chữ chanami là tôi biết, tôi hiểu. Sẽ có người họ cho rằng là học hồi nãy đến giờ không thấy từ vựng, làm sao biết là bài tập. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những từ mà chúng tôi cho bài tập ở đây đó là chúng ta đã có nói trước ở cái phần A rồi. Quý vị cứ tra lại. Còn nếu quý vị lười biếng tra thì hỏi chữ nào chúng tôi dùng cho chữ đó, hay là chúng tôi dịch thẳng cho chữ đó. Đó là cái phần bài tập B. Phần bài tập C là hãy dịch sang tiếng Pali các động từ sau đây. Vì giờ này là chưa có học những cái đại từ nhân xưng, do đó cho nên cái động từ thắng chúng tôi muốn quý vị làm ở ngôi thứ nhất, cho nên chúng tôi mới mở một đơn để tôi. Quý vị khỏi cần dịch cái chữ đó, thì chữ thắng mà ngôi thứ nhất số ít đó, thì động từ cơ bản là china, là thắng. Bây giờ mình china, chinami vậy đó. Chinami, chinami là tôi thắng. Thì cái phần bài tập này
Chúng tôi nghĩ rằng là cho đơn giản như thế này thì chắc có lẽ là quý vị sẽ làm được. Tuy nhiên chúng ta có hai cái bệnh khó quá thì nói là khó quá không làm được, mà hãy cho dễ quá thì nói dễ quá là mất công, cho nên cái không có cái nào chúng ta làm. Cái này thì để thượng tọa Giác Đẳng sẽ sửa bài tập cho quý vị. Bây giờ trong cái bài đọc thêm ngày hôm nay đó, là chúng tôi muốn cho quý vị đọc hai đoạn kinh mà người Phật tử chúng ta thường hay tụng. Ở trong cái đoạn thứ nhất là bài Vô Sanh Lý Sinh Nô, có cái động từ Panamami. Thì động từ Panamati có nghĩa là cúi lại hay là đảnh lễ. Cho nên Panamami là con đảnh lễ, thì lấy cái động từ ra. Còn cái động từ ở giữa chữ Agachi đó, chữ Agachi, để phân tích lần lần cho quý vị. Vô là một chỉ thị đại từ, một phím chỉ đại từ liên quan đại từ. Quý vị học đi, khi mà nói phím chỉ đại từ hay liên quan đại từ, quý vị phải biết hả chữ vô, chữ giác ở đầu câu, thì chúng ta tìm ở phía sau nó sẽ có chữ tắc là chỉ thị đại từ đi một cặp. Vô là người nào, tắc là người ấy. Thí dụ như Vô Sanh Lý Sinh Nô Quá Ra Pô Thí Mô Lê Ma Răng Sá Xê Năng Mà Hạ Tinh Vì Chê Vô Sampo thi ma ga chi ananta nya no lo ko ta mo tang lo ko ta mo tang panama mi po thang. Chữ tăng đó là ấy, người ấy, vị ấy. Cái liên quan đại từ với cái chỉ thị đại từ có sự liên hệ nhau như vậy. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều trường hợp ở trong các cái bài kinh tới. Chữ Sanh Lý Sinh Nô là ngự. Nếu mà chúng ta nói ngồi thì nó thường quá. Quá Ra Pô Thí Mu Lê, chữ mu lá là cái gốc cây. Quá Ra Pô Thí là Bồ Đề Cao Quý. Ở đây chỉ là thêm cái chữ Quá Ra vô để cho có vẻ trang trọng. Ai ngồi dưới cội Bồ Đề Cao Quý, Ma Răng Sa Xê Năng Ma Hạ Tinh. Ma Hạ Tinh tức là lớn, là đại. Sa Đối Cách Sa Xê Năng chữ Xê Năng Xê Na đó là đậu quân. Sát là sa hát, sa xê năng là cùng với đại hùng binh, đại hùng cùng với đại hùng binh. Ma răng là chỉ cho chư thiên ma. Quy chay vô là một khả năng phân từ có nghĩa là chiến thắng. Hồi nãy chúng ta học cái động từ chi na tí. Sau này chúng ta thêm cái tiếp từ ngữ và sắc giá là quý. Quý chi na tí cũng là chiến thắng. Cho nên chữ quý chay vô có nghĩa là chiến thắng.
Vô san lý sinh nô quá rà bô thiên bu lê. Vị nào ngự dưới cội bồ đề cao quý, chiến thắng ma vương cùng với đại quân, cùng với đại quân Sampothin là chánh giác, Akachi là đã đạt đến. Ở đây là vì trong cái văn kệ cho nên xài gượng thêm cái chữ Akachi, chứ đúng ra là chữ Akachi mới đúng, mới là đạt đến, nhưng mà xài tạm là chữ Akachi, bởi vì ở trong cái phạm vi dung lượng của một câu kệ cho nên không thể thêm một cái kiếp đường ngữ mà nó tới hai âm tiết, cho nên ta thêm chữ A thôi thay vì chữ A thiết. Và khi mà chữ A đứng ở phía sau và Sambutin M chấm đó, chữ ăn đó khi nó gặp chữ A thì nó biến thành chữ bát để đọc liên qua là Sampothima Gacchi, nghĩa là đạt đến chánh giác. Anantanyano là vô biên trí. Giữa Ananta, Ananta tức là giới hạn, là cùng, là cùng, là tận, mà không giới hạn, không cùng tận. Ananta là vô biên, vô biên trí. Lokutamu tăng, Lokutamu, Utamu là cao quý, Loka là thế gian. Lokutamu tức là bậc cao thượng hay là bậc cao quý của thế gian. Tăng, vị ấy, tăng quốc thăng là Đức Phật ấy. Panamami là con xin đảnh lễ. Như vậy thì ba cái câu đầu là mình tán thán Đức Phật trước khi. Chúng ta có thể dịch cái bài kệ này, chúng ta dịch ngược lại. Con xin kính lễ Đức Phật ấy là vị đã ngồi dưới cội bồ đề cao quý, chiến thắng ma vương với đại quân, chứng đắc chánh giác. Ngài là bậc vô biên trí, bậc tối thượng ở đời. Cái đó là chúng ta đã lễ. Còn khi mà trong cái bài, trong cái bài kinh tụng chúng ta là Đức Phật thăm thiền vị số thức quan ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu đó, thưa quý vị, cái câu dịch rất thoát là ở trong đó có những từ mà ở trong bản Pali cũng có. Thí dụ như Đức Phật thăm thiền, ở đây không có cái chữ thăm thiền, số thức quan cũng không có luôn, ngồi dưới gốc cây bồ đề, ngồi trên bồ đoàn dưới gốc cây bồ đề quý báu, cái bồ đoàn ở chỗ này cũng không có luôn. Dưới gốc cây bồ đề quý báu là Warapu Thích Mô Lê, chiến thắng toàn quân ma, toàn bộ quân ma, đã thành bậc chánh đẳng giác, đúng không? Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Cái đó kinh tụng thì cứ viết sao hồi xưa giờ chúng ta cứ đọc vậy đi. Nhưng mà khi mà đọc thêm trong cái phần Pali đó thì chúng ta phải hiểu nghĩa gọn vậy.
cái bài thứ hai là nói về 10 ơn Đức Phật. Cái này chúng ta phụ họa thêm để mà sau khi chúng ta học xong cái phần Bali lúc đầu, bài đọc thêm là chúng ta biết, chúng ta đọc Itibiso Phakova Arahang Samma Samputho Vicha Charana Sampanno Sukato Loka Vidu Anuttaro Purisat Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusa Nang Putho Phakova Ti. Như vậy Đức Thế Tôn ấy là bậc ân cúng Arahant Samma Samputho chánh biến tri của cha Charana Sampanno minh hạnh túc Sugato thiện thể Loka Vidu thế gian giải Anuttaro vô thượng sĩ Purisat Dhamma Sarathi là điều ngự trưởng phu Sattha Deva Manusa Nang thiên nhân sư thầy của trời người Vô Thô Phật Phật Hòa Thi Tôn. Nhưng mà khi chúng ta kể 10 học danh đó, mà chúng ta nói ân cúng chánh biến tri mình hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ địa ngự thiện địa ngự trượng phu thiên nhân sư là chúng ta dịch nghĩa. Nhưng mà đến chữ cái chữ Phật là chúng ta âm chữ Buddha là không có nói nghĩa. Pháp Phật Hòa Thế Tôn là chúng ta nói cái nghĩa, nhưng mà cái nghĩa đó là cái nghĩa bóng. Thực ra đó thì chữ Buddha phải dịch là giác giả, tức là đấng giác ngộ. Phật Cô Ba là bậc hảo vận hay là cụ thoại thoại đức. Hồi xưa khi chúng tôi hỏi Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì Ngài lấy cái quyển Nam Truyền Đại Tạng của Nhật thì chữ Phật Cô Ba vậy là cụ thoại đức giả, là vị mà có đầy đủ các cái đức tốt. Đối với thân tướng thì Ngài có 32 đại nhân tướng, có 32 tướng tốt. Còn nếu mà nói về cái phần tâm thì Ngài đạt đến nhất thiết chủng trí v.v. Thì như vậy chúng ta có hai cái đoạn kinh này vì học là phải học từ đầu, chứ chắc có lẽ là quý vị đã được nhớ, đã được thuộc rồi. Thì đó là cái bài học Pali của chúng ta hôm nay. Cái lúc đầu thưa quý vị, chúng ta học ít lắm, nó không có nhiều đâu. Bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ hướng dẫn cho Phật tử ba việc. Thượng Tọa Quang Hỷ, Thượng Tọa giúp giùm cho ba việc. Một là Thượng Tọa hướng dẫn cho Phật tử làm bài tập, sửa bài tập. Hai là Thượng Tọa Quang Hỷ hướng dẫn cho Phật tử tụng hai cái đoạn kinh này để cho đọc đi đọc lại cho nó thuần. Thứ ba
là xin Thượng Tọa Quang Hỷ giảng về ý nghĩa của hai cái đoạn kinh trên. Vì khi mà Phật tử chúng ta lễ bái Đức Phật, lễ bái Phật Bảo, chúng ta lễ Phật là chúng ta phải hiểu rõ về Đức Phật. Lễ Phật giả là kính Phật chi đức, niệm Phật giả là kính Phật chi ân. Khi mà chúng ta lễ Phật Panama Mipo Thăng, mình lễ Phật là mình kính cái đức của Ngài. Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, chiến thắng ma quân, thành tựu chánh đẳng giác, vô biên trí, vô thượng ở đời vậy đó. Còn niệm Phật giả, kính Phật chi ân. Khi mà chúng ta niệm Phật Itibiso Phakwa Arahang Sama Sambutu là chúng ta nói đến 10 cái hồng ân của Ngài. Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy. Quý Phật tử nghe rõ không? Dạ. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta ôn lại cái bài học này bằng những cái bài tập. Và khi làm bài tập xong thì chúng tôi sẽ nói thêm một ít về bất kỳ văn phạm thực ra thì chúng tôi siêu dạy lớp Phật ngữ này, chúng tôi dùng rất là nhiều cái khái niệm về văn phạm ở trong Phật ngữ, mà có đôi lúc người ta không có xài ở trong thế giới ngày hôm nay trong Anh ngữ. Thật ra thì mỗi một ngôn ngữ đều có cách hiểu về văn phạm tương đối có một chút sai biệt, nhưng mà cái văn phạm mà tương đối ngày nay chúng ta xài nhiều đó là tiếng Anh. Thật ra thì ở trong tiếng Việt của chúng ta thì văn phạm nó chưa có chuẩn mực lắm. Chúng ta không có cái Hàn Lâm Viện, thật ra mình không có định nghĩa. Ngày xưa người Việt Nam thì thường xài theo văn phạm của Pháp, và bây giờ xài theo văn phạm của Anh. Thí dụ như là ở trong tiếng Anh thì chúng ta không có cái chữ gọi là tiến hành cách. Dạ, tiến hành cách. Mà chúng ta có cái thì động từ hiện tại đơn giản, rồi hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Thượng Tọa Tế Siêu thì không dùng chữ tiếp diễn ở đây, mà Thượng Tọa dùng chữ tiến hành. Được, chúng ta hiểu mang máng như vậy. Nhưng mà cái gọi là tiếp diễn và hiện tại hoàn thành đó, thì ở trong tiếng Anh nó lại mang cái nghĩa rất khác với cái mà Thượng Tọa đang nói ở tại đây. Chúng tôi thấy ví dụ như là không bao giờ mà ở trong tiếng Anh mà chúng ta dùng cái thể đơn giản là mình nói là
he goes hay là I go. Tại vì cái động từ mà go là đi đó, thì mà mình dùng ở trong thể đơn giản, simple present tense, thì nó ý nghĩa là lúc nào nó cũng như vậy, và lúc nào nó cũng vậy, luôn luôn là như vậy. Thì chúng ta không nói là lúc nào mình cũng đi, mình đâu nói như vậy đâu, mà mình nói là I went, hay là I am going, hay là I have gone, hay là I have going. Thì cái chữ mà hiện tại tiến hành cách đó, nếu mà ở trong tiếng Anh đó, chúng ta phải nói là I am going, yeah, I'm going to to Houston chẳng hạn. Thì tôi đang đi đến, thì cái hiện tại tiến hành đó nó không có được xài ở tại đây, quý vị không nên hiểu nghĩa như vậy. Thành ra một cái gọi là simple present là một cái tiến hành cách thì không được áp dụng tại đây, chúng ta không nên hiểu như vậy. Chúng tôi phải nói thêm điểm này là tại vì ở trong bài tập á, có một cái đoạn mà nói rằng câu dịch sang tiếng Pali á, có là đang nghe đang chạy, dạ đang nghe đang chạy đó, và cái đang nghe đang chạy đó có thêm chữ đang á, chúng ta nên hiểu cách khác đi. Chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Thì lát nữa thì chúng ta sẽ có dịp trở lại khi mà mình nói về cái cách thời ở trong tiếng Pali và thời ở trong tiếng Anh. Bây giờ trước nhất thưa quý vị, Chủ tọa Từ Siêu có cho làm một cái bài tập, nhưng mà kỳ thực thì phần này á, nó cũng không hẳn là một cái bài tập như thường 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 nó quá dễ, là tại vì chúng ta chỉ tìm cái căn thôi, tìm ra dạng cơ bản của các động từ. Chúng tôi sẽ post từ từ để quý vị, hay là có vị đạo quả khỉ giúp post giùm chúng tôi câu này là Papunati. Dạ, Papunati, tìm cái động từ cơ bản là chúng ta bỏ cái chữ tí đi, dạ Papuna vậy thôi, dạ Papuna. Chureti là trộm cắp, chắc chúng ta đi từ hàng đi. Tanoti là nới rộng, dạ Tanoti nới rộng. Thì cái động từ cơ bản chúng ta muốn chúng ta tìm là Tano, dạ Tano. Như vậy sẽ bỏ chữ tí. Động từ quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút nhé. Chúng tôi không hiểu sao mà cái đường truyền của cái nick pháp luôn nó bị gián đoạn liên tục. Pha quê tí là tu tập, mà nếu chúng ta đổi tìm động từ cơ bản là pha quê và bỏ chữ tí. Suna tí là nghe, thì chúng ta bỏ chữ tí, còn cái động từ cơ bản là suna. Dạ, suna, nếu chữ n là có chấm dưới suna, nếu chúng ta đọc cho chính xác là suna, tức là cái lưỡi mình phải cong lên áp sát thì nó vọng đọc anh ra, chứ không phải là na. Dạ, na. Chana tí là hiểu biết. Dạ, thì chúng ta bỏ chữ tí là chana. Như vậy là chúng tôi làm một số chữ quý vị rồi. Bây giờ chữ chure tí. Dạ, chure tí chúng ta bỏ chữ tí. Dạ, động từ cơ bản là chure. China tí là chiến thắng, thì chúng ta bỏ chữ tí là China. Papo tí, dạ Papo tí, bỏ chữ tí là Papo, là đạt đến. Che đậy là cha đi tí, cha đi là che đậy. Chị na tí, thu nhập, thì chị na là động từ cơ bản. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại quý Phật tử là khi chúng ta tra vào trong từ điển á, thì không bao giờ mà một cái động từ mà nó hiện ra trong từ điển mà với cái chữ mà dạng cơ bản như vậy hết. Thành ra khi chúng ta tra ra, luôn luôn là động từ xuất hiện ở ngôi thứ ba số ít. Là khi quý vị tra vào từ điển, tra chữ Tano tí, hay là Pha Quê tí, Suna tí, Chana tí, Chure tí, đó là cái cách xuất hiện
của những cái động từ ở trong từ điển. Khi mà quý vị học vào phản ngữ Pali thì có điểm này là Pali có cả một quyển từ điển riêng về các căn, dạ, về các căn. Thì các căn này đó nó được sử dụng trong nhiều hình thức, không phải chỉ là cái căn của động từ mà còn nó là một cái sự như là danh động từ hay là có nhiều cái động từ kép vẫn dùng những cái căn này, mà có dịp chúng ta sẽ bàn sau. Thì chúng tôi nghĩ rằng thượng tọa Tuệ Siêu đó, thượng tọa chuyên về ngôn ngữ thành đâu, khi mà mới học thì thượng tọa cho quý vị học võ căn liệt, nhưng mà thật ra thì quý vị cũng không cần học cái căn nhiều lắm ở trong lúc này, nhưng mà có học thì cũng tốt thôi. Và chúng ta quan trọng nhớ là động từ thì chia ra trong thời hiện tại đơn giản thì nó có ba ngôi và hai số. Và ba ngôi, ngôi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và hai số đó là số ít và số nhiều. Bây giờ thì chúng ta qua phần B. Cái phần đầu á, phần đầu tìm các cái động từ cơ bản, tìm cái nghĩa cơ bản, cái căn á, thì quý vị chỉ bỏ chữ tí sao là xong rồi. Dạ, chúng ta không có phải phải làm bài tập nhiều cái chuyện đó. Bây giờ tới phiên phần này là chúng ta phải vận dụng những gì đã học. Phần này cũng như giống như ôn bài thưa quý vị. Dạ. Chanami. Dạ, có vị nào quan hệ cho dịch cho chúng tôi Chanami từ cái động từ nào không? Chana phải không? Chana là gì ha? Có vị nào nhớ Chana là gì không? Chana là hiểu biết. Nhưng mà nếu Chanami là ngôi thứ mấy, số ít hay nhiều quý vị hả? Là tôi biết đúng rồi đó. Dạ, đó là ngôi thứ nhất. Dạ, số ít là Chanami là tôi hiểu biết. China thá. China là động từ gì quý vị hả? China nghĩa là gì? China là động từ gì? China là hiểu biết, còn China là có bị đầu xem giờ ta dùng China không? Và China là chiến thắng, dạ đúng rồi, China là chiến thắng. China thá. China thá là ngôi số mấy quý vị? China thá. China si, China thá. China thá chỉ cho cái gì thưa quý vị hả? Nói là họ chiến thắng cũng sai, mà chúng ta chiến thắng cũng sai. Và ngôi thứ hai số nhiều. Ngôi thứ hai số nhiều là các anh thắng. Các anh thắng. Và China thá. Cho nên tí. Cho nên là gì thưa quý vị? Cho nên. Nếu cha đê là từ cái động từ gì thưa quý vị? Cha đê tí. Cha đê nghĩa là và che đậy. Rồi cha đê tí là ngôi thứ mấy số ít hay nhiều? Cha đê tí. Dạ không. Cha đê cô Tịnh Hạnh đây. Cha đê mà che đậy. Bỏ chữ n phía sau. Cha đê là che đậy. Cái là cái căn, động từ căn. Cha đê tí là số ít hay số nhiều? Dạ, dạ đúng rồi, cho nên tí là ngôi thứ ba số nhiều, cho nên là họ che đậy hay chúng đó che đậy. Tano má từ động từ nào thưa quý vị? Tano má. Tano là từ động từ nào quý vị ạ? Tano nghĩa là, dạ có vị nào biết Tano tí và Tano là động từ gì? Là nới rộng. Dạ đúng rồi đó, Tano nới rộng. Và Tano má là ngôi thứ mấy, số ít hay số nhiều thưa quý vị? Tano má. Và ngôi thứ ba, thật ra ngôi thứ ba trong Pali, nhưng mà này là ngôi thứ nhất ở trong tiếng Anh. Chúng tôi chưa có xin gọi để siêu lại bài thêm là ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng. Nhưng mà có lẽ là quý vị học hồi tổ quá nhầm ba thôi. Đúng ra thì chúng ta tính là ngôi thứ nhất là số nhiều. Đó là chúng tôi nới rộng.
chúng tôi nói rộng. Nhưng mà quý vị để ý, trong tiếng Việt Nam chúng ta đó thì có cái chữ tế dị hơn. Chúng ta có sự khác biệt là chúng tôi và chúng ta. Đây là cái rắc rối của tiếng Việt Nam chúng ta. Ví dụ như là mình nói chúng tôi đó, là mình với cái người đối diện khác. Nhưng mà tiếng Việt Nam mình có chữ chúng ta. Chúng ta thì nó là một sự cộng chung lại cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Ở trong tiếng Anh chúng ta, ví dụ như là chúng tôi dẫn một phái đoàn đi sang một ngôi chùa nào khác, thì ở bên kia cũng có quý thầy và có Phật tử bên đó, ở bên chùa bên đây có quý thầy quý Phật tử. Khi mà dùng chữ chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau lễ Phật, tức là ngôi thứ nhất ít và ngôi thứ hai cộng lại. Ngôi thứ nhất khi nói chúng ta cùng nhau lễ Phật đó, tức là cộng chung lại là số nhiêu, mà là ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai cộng lại. Ở trong tiếng Anh đó, chữ we cũng có thể xài được chữ đó, nhưng mà không có phân biệt. We go to the we go to auditorium chẳng hạn. Chúng ta hãy đến cái hội trường. Thì chữ we đó đó là chỉ chúng, vừa chúng tôi, chúng ta, cái gì cũng là we hết. Còn tiếng Việt Nam mình khi mà mình nói chúng tôi đó, chúng tôi tức là số nhiều, nhưng mà mình nói về số nhiều ngôi thứ nhất. Còn cái chữ chúng ta đó thì nó có thể là ngôi thứ nhất, cái số nhiều, mà có thể cộng luôn cái người mình đang nói chuyện luôn. Thật ra trong tiếng Việt Nam chúng ta đặc biệt có cái chữ chúng ta, nó cũng rất là thú vị, và chúng ta không tìm thấy ở trong tiếng Phạn cũng như là ở trong tiếng Anh. Cái chữ we, we ở trong tiếng Anh không phân biệt giống như là trong tiếng Việt Nam mà chúng ta nói chúng tôi và chúng ta. Bây giờ thì chúng ta tìm cái chữ là sunanti. Sunanti ra thì ở trong cái bảng này nó không có chữ n chấm dưới, thưa quý vị. Để chúng ta phải biết cho đúng n chấm dưới. Sunanti. Có vị nào cho chúng tôi biết là sunanti là sunanti là nghĩa là gì không? Sunanti, từ động từ sunat, sunati. Sunati hay là sunanti? Sunati là sunati là nghe. Sunanti không phải là các anh nghe đâu. Sunanti là ngôi thứ mấy, thưa quý vị? Ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ngôi thứ mấy? Mình thấy có biết là số nhiều rồi đó. An là số nhiều. Dạ không, ngôi thứ ba số là chúng nó nghe hay là họ nghe. Chúng nó nghe hay là họ nghe là ngôi thứ ba số nhiều. Cái chữ này khi mà chúng tôi mới vào chùa là học liền, tại vì ở trong cái tuyên ngôn hay là cái tác pháp Yết Ma thì của chư tăng bên Nam Tông á, thường thường có câu là Suna Tume Phante Sankho, là xin đại đức tăng hãy nghe lời trình, hãy nghe lời trình bạch này đó. Cái xin đại đức tăng hãy nghe lời trình Suna Tú, hay là hãy nghe. Suna Tú. Ở đây Sunan Tú, ở đây là Sunan Tí. Sunan Tí là họ nghe. Faventi, Faventi từ động từ nào quý vị ha? Faventi, Faventi. Và có vị nào tìm dùng một động từ Faventi không? Tu tập, tu tập. Nguyên cái dạng của nghiệp chữ tu tập là Phave, mà Phave tí là cái dạng động từ hay xuất hiện ở trên, ở trên Phave tí. Phave tí là ngôi thứ mấy, số thật nhiều, thưa quý vị. Chắc mình dịch cho đẹp, nó họ tu tập hơn là chúng nó tu tập. Người ta tu tập hơn nhiều chúng nó. Tiếng Việt Nam một cái xíu nghe hơi phản cảm chút xíu. Mặc dù chúng nó tu tập cũng ok, nhưng người ta tu kêu chúng nó giống người Việt Nam, người Tàu mà nói tiếng Việt, cha mẹ cũng kêu bằng đó luôn. Thì
chúng ta nói pha bên tí là họ tu tập. Và cha đê tí, cha đê tí là chữ gì thứ vị? Cha đê tí. Dạ. Cha đê tí. Cha đê nghĩa là gì? Dạ, cha đê là che đậy. Bây giờ nói che đậy thì, nói che đậy thì là gì? Cũng cha đê tí luôn. Dạ, nó cha đê, cũng cha đê tí. Có vị nào viết cho chữ cha đê tí đi? Cha đê tí là nó cha đê. Dạ vâng. À, xin có hỷ thêm chữ hát nữa. Cha đê tí. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ đi học với trường tòa Tuệ Siêu, tức là trường Minh Châu. Có một thầy, thầy đó ở chùa Xá Lợi, thầy đi học. Thầy nói trong các động từ, thì nhớ dài nhất là chữ che đậy, chữ cha đê tí này. Tại cha đê nó giống như Việt Nam là che đậy. Giọng rồi cha, rồi đê, cha đê thì gần giống cha đậy. Mà thầy nhớ chữ đó, thầy nhớ rất là dài. Thấy cha đê tí là không quên được, tại cha đê là cha đậy. Ông cha đậy. Chú rê thà. Dạ, chú rê thà. Số 8, chú rê thà từ động từ nào thưa quý vị ha? Chure tha, trộm cắp, và đúng rồi, trộm cắp mà ở đây, trộm cắp là chure tí, nhưng mà nếu mà chure tha là ngôi thứ mấy số ít hay nhiều, chure tha, và ngôi số 2, số nhiều là có nghĩa là các bạn trộm cắp hay là các anh trộm cắp. Dạ, các anh trộm cắp. Tức là mình nói với một giống người nào đó. Các anh trộm cắp. Dạ, các anh đã lấy một cách bất hợp pháp. Các anh trộm cắp. Chure tháp. Dạ, các anh trộm cắp. Paponti. Paponti là... Dạ, không có bọn họ nha. Dạ, không có bọn họ. Dạ, dạ, chure tháp là các anh trộm cắp, chứ không phải là bọn họ trộm cắp. Dạ, ở đây là ngôi thứ hai số nhiều. Dạ, là ngôi thứ hai số nhiều. Chữ Paponti. Paponti từ động từ nào thưa quý vị ha? Paponti. Dạ, đặt đến. Nguyên nghĩa động từ là papo là đạt đến. Papo tí nghĩa là nó đạt đến, mà nó cũng là cái hình thức động từ xuất hiện từ điển. Và papon tí là số ít hay chúng nó. Dạ, đúng rồi đó. Là ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều, papon tí. Sina là gì thưa quý vị? Thu nhập, đúng rồi, cảm ơn cô Huy Ngọc Hana Tran. Sina là thu nhập, nhưng mà Sinami là ai thu nhập ha? Sinami. Dạ không, Nami là số ít, tôi thu nhập. Dạ đúng rồi, cảm ơn cô Huy Ngọc. Sinami là tôi thu nhập. Dạ, tôi chủ nhật. Bây giờ mình ôn lại 10 cái câu mà dịch sang tiếng tiếng Việt á. Cha na mi là tôi biết. Chị na tha là các anh thắng. Cha đen tí là họ che đậy. Ta nô má là chúng tôi nới rộng. Su nan tí là họ nghe. Tha quên tí là họ tu. Cha đê tí là nó che đậy. Chu rê thá là các anh trộm cắp. Papon tí là họ đạt đến. Sina mí là tôi thu nhập. Đó là phần dịch thứ hai từ tiếng Việt ra, từ tiếng Pali ra tiếng Việt. Bây giờ China là thắng. Nếu mà tôi thắng
đấy là bởi vì chúng ta dịch từ từ tiếng Việt sang tiếng Pali nha, dịch từ tiếng Việt sang Pali. Dạ. Dịch từ tiếng Việt sang Pali là thắng. China là thắng. Tôi thắng là gì thưa quý vị? Tôi thắng có vị nào dịch cho chữ tôi thắng không? Dạ, China Mỹ đúng rồi đó. Dạ, cảm ơn cô Trần Hạnh. China Mỹ, tôi thắng. Có chữ A dài nha. A dài China Mỹ. China Mỹ là tôi thắng. Đạt đến. Đạt là Papu. Mà họ đạt đến. Họ đạt đến là gì? Họ đạt đến là ngôi thứ ba số nhiều. Thì mình biến thể thế nào ha? Dạ. No, Papponti đúng rồi đó. Dạ, cảm ơn cô Trần Hạnh. Papponti là họ đạt đến. Họ đạt đến. Favetti là tu tập. Nhưng mà chúng ta tu tập giống như bây giờ chúng ta hãy tu tập đi. Chúng ta tu tập là phave má đúng rồi đó. Phave má là chúng ta tu tập. Phave là tu, mà chúng ta tu tập là phave má. Ăn trộm là chore tí, và chúng nó ăn trộm hay là họ ăn trộm. Ăn trộm là chore tí. Nếu mà chúng nó ăn trộm là gì? Chorenti, dạ đúng, chorenti, dạ. Che đậy, chỉ che đậy, đừng quên che đậy. Nó trùng âm với chữ chade tí là che đậy. Bây giờ đó là tôi che đậy là gì? Tôi che đậy nghĩa là, chúng tôi dịch sang tiếng Pali là gì? Tôi che đậy. Nếu mà tôi che đậy là, chúng ta ăn trộm là chorenti, dạ. Tôi che đậy, thưa quý vị, tôi che đậy. Đúng rồi đó. Tôi che đậy không phải là cha đen tí đâu. Cha đi mí. Chị cha đi mí, chị cha có dấu dài cha đi mí. Dạ đúng rồi, cha đi mí là tôi che đậy. Thu nhặt là Sina. Nhưng bây giờ là anh thu nhặt là gì? Là ngôi thứ hai số ít nha. Anh thu nhặt. Không biết tại sao thường tọa từ siêu thì ít có cho cái ngôi thứ hai số ít lắm. Trong bài tập. Nhưng mà lâu lắm mới có một cái câu số, hình như chỉ nhất những câu số hai số ít thôi. Thu nhặt là Sina. Nhưng mà nếu anh thu nhặt là gì thưa quý vị? Dạ. Yes. Sina Sĩ, đúng rồi đó, Sina Sĩ, cô Quyền Ngọc Viện đúng rồi, Sina Sĩ, cảm ơn cô Giang Nhật Hà, Sina Sĩ. Tôi nghe, Suna là nghe, nhưng mà chúng nghe, chắc bỏ chữ đang, cái chữ đang ở đây nếu mà trong văn phạm á, là mình phải biết khác ạ, à. Cái chữ đang giống như là, mình nói trong tiếng Anh là hear, nhưng mà ở đây là hear thôi, chứ nếu mà mình nói là nói là we are hearing có thể chứ you are đó là từ hiện tại gì khác, thành ra bỏ chữ đang. Câu số 7, số 8 bỏ chữ đang. Chúng tôi nghe là gì ha? Chúng tôi nghe. Dạ. Đúng rồi, Suna má. Cái này là cái mà quý vị nên để ý là thực ra khi mà chúng ta nói cái thời hiện tại đó, cái thời hiện tại đơn giản đó, thì không có ai nói là chúng tôi nghe hết. Trong tiếng Anh, ví dụ như nói là, không ai nói là we hear. Tại sao chỉ hear và không có hoài được? Tại vì hiện tại đơn giản là mình luôn luôn nghe, lúc nào cũng nghe. Nhưng mà đâu phải lúc nào mình cũng nghe nhạc, đâu phải lúc nghe cái gì. Hoặc là tôi đang nghe, và we are hearing là chúng tôi đang nghe, hoặc là chúng tôi đã nghe, we heard, chúng tôi đã nghe rồi, chúng tôi vừa nghe, we have heard. Thành ra cái động từ thì đơn giản là cái gì đó luôn luôn xảy ra và lúc nào cũng xảy ra,
thì không có ai mà lúc nào cũng đang nghe, lúc nào cũng nghe. Thật ra có khi mà mình người Việt Nam học tiếng Anh, khi mà nói tiếng Bồi đó là mình không có chia động từ, mình chỉ lấy cái động từ mình chia thôi, nhưng mà có những cái chữ mình nói không có đúng. Thì thật ra đó ở trong văn phạm trong tiếng Bali đó thì cũng không có cái chữ nào mà lúc nào nói là chúng tôi nghe là mà luôn luôn nghe hết. Và mà chúng ta phải đặt đúng cái câu, không biết chúng tôi nói về quý vị có hiểu không. Cái thời kỳ hiện tại đơn giản là cái gì mà chúng ta dễ trật nhất, và chúng ta nói trật nhất, và đa phần là chúng ta nói phải đúng thời, hoặc là nó là thời quá khứ, hoặc là quá khứ đã tiếp diễn, quá khứ hoàn thành, gọi là hiện tại đơn giản, hiện tại, chứ không có hiện tại đơn giản hoài được. Và nó có thể là rồi hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành gì đó. Và ở đây thì chúng ta không đi quá xa, thật ra quý vị cẩn thận. Và mặc dù mình nói là Sunama là chúng tôi nghe, nhưng mà trên thực tế đó thì cái câu đó nó không nói không đặt về văn phạm, nhưng mà ở trong thực tế mình không có xài như vậy. Và giống như trong tiếng Anh đó, chúng không ai nói là we hear, mà chúng ta phải nói là we have heard, we heard, hay là we are hearing, thí dụ như vậy. Chữ Thapati cũng vậy, chữ Thapati, xin lỗi vì chúng tôi nói họ chạy Thapá là chạy, chữ Thapá, Dhavá, đúng là chúng ta đọc chữ này chữ Dhavá, mà mình quen đọc thì mình đọc là tha quá, nhưng mà thật ra đọc là tha quá. Cũng như là chữ này quý vị nhớ là chữ dh á, đôi khi mình đọc là th, thí dụ như chữ sa thú, quý Phật tử nói sa thú đúng là mình phải đọc là sa thú, đờ hú, sa thú, sa thú. Ở trong tiếng Phạn mà nói sa thú nghĩa là khác á, thành ra chúng ta sang Tích Lan mà người Việt Nam nói sa thú họ nghe được. Dạ, ở sang Tích Lan thì phải nói sa thú chứ không có sa thú. Dạ, quý vị cẩn thận. Thawati, dạ, Thawati, dạ, Thawati là chạy, nó chạy. Bây giờ họ chạy nghĩa là dịch sang tiếng họ chạy ở trong đúng rồi đó, Thawanti, đọc Thawanti. Ngồi, dạ, chúng ta nhớ bài học trước có chữ Nisidati. Bây giờ tôi ngồi. Dạ, Nishidami, đúng rồi đó, Nishidami, cảm ơn cô Trần Hạnh. Dạ, Nishidami. Năm, Sayati. Dạ, nó nằm là Sayati, vì họ nằm là gì? Họ nằm. Bây giờ, đúng rồi, cảm ơn cô Huyền. Sayati nằm đó. Họ nằm là gì? Sayanti. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Xuân rất nhiều. Cảm ơn cô Nguyễn Xuân. Sayanti. Như vậy khi mà mình nói là tôi thắng là Sinami, mà họ đạt đến Paponti. Chúng ta tu tập Pavema. Chúng ta ăn trộm Churenti. Tôi che đậy cha đi mỹ, anh thu nhặt china xí. Cái chữ mà xí na đó, china thì quý vị china xí này đó, chữ xí này đó người Việt Nam mình đọc hay đọc sai lắm nha quý vị, để ý chữ xí á, chữ c á, ở trong tiếng Phạn đọc giống ch vậy đó, china xí. Chúng tôi nghe Sunama. Dạ, cái chữ na đó quý vị đọc công lễ là na. Dạ, Sunama. Dạ, ban đầu nếu chúng ta chịu khó đọc á, khi mình giống như mình học lái xe mà ban đầu mà mình học lái cho nó đàng hoàng thì về sau này thí dụ mình quen đọc khi nhìn ký chiếu hậu á thì sau này mình đọc chính xác, còn nếu mà chúng ta mà không có thói quen đó về sau này khó sửa. Dạ, ban đầu quý đọc cố gắng, thí dụ mình thấy cái chữ n giống dưới mình không đọc là suna, là như người đọc suna nhưng phải đọc suna na, quý vị nhớ là công lưỡi là áp sát đó. Na suna má là chúng tôi nghe, chạy là thao bát, mà họ chạy là
Thavanti, ngồi là Nishida, và Nishida là ngồi, mà tôi ngồi là Nishidami, Nishidami là tôi ngồi, nằm là Shiyati, họ nằm là Sayanti. Hôm nay cô Bụ quý vị làm bài tập khá hơn có lẽ bây giờ. Quý vị, cái này cũng tội nghiệp từ tòa từ siêu là thưa quý vị, thường thường học phản ngữ là học cần liên tục á, mà học đừng có cách khoảng nhiều quá, thật ra một tuần học lần dễ quên lắm. Đúng ra học mà những cái lớp gọi là intensive là những lớp học mà tương đối là giúp chúng ta học nhanh học nhiều là dễ nhớ hơn. Còn học sinh ngữ mà học rời rạc, ví dụ như tuần này học bài, tuần tới học bài, chúng ta dễ quên, mong rằng quý vị nhớ. Chứ thực sự là tuần lễ vừa rồi từ học này á, cái trí nhớ chúng ta không có dùng cái nó gọi là cái long term memory, tức là giỏi, mà chúng ta dùng cái short term memory, tức là cái trí nhớ mà trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn đó. Nhiều khi chúng ta dùng cái trí nhớ ngắn hạn nhiều, mà tuần lễ nó phôi pha rồi. Dạ, thì có nhiều khi từng rồi tọa dạy rồi, từng này quý vị học lại, quý vị của cả thì chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ôm lại. Dạ, chúng ta ôm lại, và mỗi lần mà mình làm bài tập, quý vị chịu khó làm ra cũng được, làm trúng được, nhưng mà làm như vậy đó thì dần dà đó chúng ta sẽ nhớ được nhiều. Thật ra thì ở trong một ngày học mà chúng ta nhớ một vài chữ cũng có lợi lạc thưa quý vị. Dạ, cũng lợi lạc. Bây giờ thì chúng ta bước qua cái bài đọc thêm từ đó từ siêu yêu cầu chỉ dạy. Bài này thật ra nếu mà quý vị học thể kệ, quý vị sẽ dễ nhớ hơn. Ví dụ mình đọc là Yo Sanisino Warapo Tibule Marangsase Nang Mahatin Vicheyo Sambo Timagachi Anantanyano Lukutamo Tăng Banama Mi Puthang. Đó là mình đọc theo cái kệ mình kinh tụng. Còn thế kệ đó, thế kệ mà quý vị sẽ được, nếu được quý vị học thế kệ sau này để nhờ chư tăng như toàn thể quyền hay sư tự tri mà giúp quý vị. Yo Sanisino Warapo Timule Marang Sase Nang Mahating Vicheyo Sambo timaga chi ananta nyano lokutta mo tang panama mi putang. Thì mình đọc từ câu Yo san ni sin no warapo timule, đọc nguyên câu như vậy quý vị sẽ nhớ hơn, là dễ đọc hơn. Và bây giờ thì chúng tôi đọc lại quý vị nghe ba lần, rồi sau đó chắc để thỉnh chư tăng giúp quý vị đọc, và chúng tôi sẽ trở lại ý nghĩa bài kệ này. Yo âm dài, san dài, ni ngắn, xin dài, nô dài. Yo san ni xin nô, yo san ni xin nô. Warapo thi mù lê, warapo thi mù lê. Quá ngắn, ra ngắn, bô dài, thi ngắn, mù dài, lê dài. Warapo thi mù lê. Warapo thì yo san ni xin nô, warapo thi mù lê. Ma răng, cả hai đều dài. Sa xê năng, xá ngắn, xê dài, năng dài. Má hát tinh, má hát tinh, má ngắn, há ngắn, tinh dài. Chúng ta nhớ rằng những cái chữ như năng, tinh, tại vì nó có cái phụ âm của ráp dừng ngược phía sau luôn luôn nó dài nha. Quý chê vô, giờ quý ngắn, chê dài, vô dài, quý chê vô. Má răng, sa xê năng, má hát tinh, quý chê vô. Sam dài, bô dài, thi ngắn, ma dài, gách dài, chi ngắn. Sam bô thi ma gách chi. Á ngắn, nan dài, tá ngắn, nha dài, nô dài. Anan tạc nha nô, anan tạc nha nô. Sam bô thi ma gách chi, anan tạc nha nô. Lô dài, cút dài, tá ngắn, mô dài. Lukut tạ mô, chữ cút
đúng ra mình nói là âm dài nhưng nó là âm nhấn thưa quý vị, âm nhấn lokut tamo, lokut tamo tăng dài panama mi. Dạ, panama mi, panama tí là đảnh lễ, panama mi là con đảnh lễ. Dạ, panama mi. Dạ, panama mi dịch cho đúng là con nghiêng mình chính lễ. Dạ. có một vị sư là sư chánh thân, sư thích dùng cái chữ là khom lưng đảnh lễ, con khom lưng đảnh lễ vậy. Nhưng mà ở trong tiếng Việt thì chúng ta dịch chữ nghiêng mình nó hay hơn là chữ khom lưng, mặc dù là con xin cúi lại. Dạ, chữ panama tí là cúi lại. Dạ, cúi lại vậy là nghiêng mình. Dạ, con nghiêng mình đảnh lễ. Ở trong trong tiếng Phạn mà ở trong danh từ chữ Hán mà nghiêng mình được là khi mình chào một người nào mình chắp tay, mình chắp tay đưa lên ngang đầu, là đưa lên ngang đầu là một cách kính lễ trang trọng. Dạ, anh Charlie đưa tay ngang cán mình, nhưng mà rồi nghiêng mình cũng là một sự đánh lễ rất là long trọng. Bút thăng thì chỉ bút thá, bút thá là Phật, bút thăng ở đây là đối khách đánh lễ Đức Phật. Yosanisino watapo timule marang satenang bahating vichayo sampo timagachi anantanyano lukutamo tăng banama mi bút thăng. Rồi bây giờ thì quý Phật tử chờ một chút nha, không biết thượng tọa tự quyền thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền có ở trước máy xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ hướng dẫn cho quý Phật tử đọc bài kệ này chút xíu. có cô Từ Mẫn của giờ đọc thắng. Bây giờ thì thật sự thưa quý vị, chúng ta làm bài tập thì chậm chậm thôi, nhưng mà chúng ta thì siêu cho đến đâu chúng ta phải đi đến đó thôi. Chúng ta tư quyền chúng ta có mặt ở trước máy không? Dạ chắc chúng ta tư quyền không có ở trước máy và không nghe được chúng tôi. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy, nếu Sư Nguyên Thông có trước máy, Sư Nguyên Thông có thể đọc cho bài kinh trên cho ba lần dục rồi thì chúng ta sẽ trở lại. Xin Sư Nguyên Thông. Parabola mùa mà răng sa sê năng mà tin vì dễ vì chế vô sam bồ đề ma ga chi an an ta nhã no lo cu ta mô tăng pa na ma mi bu thăng vô san ni si no pa ra bồ đề mu lê mà răng sa sê năng mà ti chế vô sam bồ đề ma ga chi an an ta nhã no lo cu ta mô tăng pa na ma mi bu thăng. Lần thứ ba, vô san ni si no varabo di mu le ma răng sa se năng ma tin vi che yo sam bo di ma ga chi a nhang anan te nya no lo ku ta mo tang pa na mang mi bu thang. Thế nếu đọc nữa con đọc thêm một lần nữa. Vô san ni si no varabo di mu le ma răng sa se năng ma tin vi che yo sam bo di ma ga chi an an te nya no lo ku ta mo tang pa na ma mi bu. Dạ kính thưa sư phụ, con đọc xong ba lần rồi, giờ xin được trao mai lại cho người kế. Xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Có vị yêu cầu chúng tôi đọc một lần bài kệ, chúng tôi đọc cho quý vị rồi sau đó chúng tôi sẽ để cô Nhật Quỳnh đọc một lần. Khi quý vị đọc bài kệ, thật ra thưa quý vị, ở trong Pali có tất cả là 9 cái thể kệ, dạ, 9 cái thể kệ khác nhau, nhưng mà mỗi một bài như vậy nó có một cách kệ riêng tùy theo cái syllable. Syllable tức là cái ngữ âm á. Ví dụ như có những khi mà chúng ta đọc một cái bài kệ nó có 8 ngữ âm thôi. Dạ, như là Mano Pupang Gama Thamma hay là Ye Chaputha Atayita, 8 syllable chúng ta có cái thể kệ khác. Ở đây cũng thể kệ khác. Dạ, thì quý đọc là Yo San Ni Sin No Wara Po Ti Mule
Ma răng sa se năng ma ha tinh vi chê yô. Sam bô thi ma gai chi a nan ta nhà nô. Lô quốc ta mô tăng ba na ma mi bú thăng. Chị giờ, chúng tôi không biết là chúng tôi có chị giờ để hướng dẫn quý vị về thể kệ nhiều không? Nhưng mà mỗi bài chúng tôi sẽ đọc thể kệ quý vị nghe. Bây giờ thì chúng tôi để cho cô Nhật Quỳnh, cô Nhật Quỳnh có đọc lại một lần quý vị, mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép được đọc một lần. Dạ, con tri ân sư, cảm ơn nguyên sư. Yo san di sin no warabo thi mụ lê ma răng sa sệ năng ma hạ tinh vi chạy yo sam mô thi ma gạt chi anan ta nha no lo kut ta mô tăng ma nam ma mi buộc thăng. Dạ, cho con đọc thêm lần nữa và sư, câu đầu con bị dắt. Yo sa ni sin no wa ra bo thi mô lê ma răng sa sê năng ma hát tinh vi chay yo sam mô thi ma gạt chi anan ta nhà no lo quật ta mô tăng ma nam ma mi buộc thăng. Dạ, con kính nhân mệt đến ngài ạ. Xin hỏi trường tọa Tư Quyền, trường tọa có trước máy và trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa Tư Quyền nghe được, trường tọa xin trường tọa cho biết. Tiếp theo, thưa quý vị, bài kinh tiếp theo là bài kinh rất là quan trọng. Bài kinh này đó, nếu vị nào mà không Phật pháp thì là ân đức của chư Phật toàn giác. Tất cả chư Phật toàn giác đều có ân đức này. Và đây là một cái bài kinh mà nói lên cái sự thành tựu về niềm tin của người Phật tử. Một cái người đệ tử Phật mà không hiểu những cái ân đức này đó thì chúng ta chưa có gọi là mình thành tựu niềm tin thực sự ở Đức Phật. Ở đây thì chúng tôi không có thời giờ để giảng hết. Itibiso Fakawa và Itibiso Fakawa. Chữ so ở đây đó chỉ cho thường thường ngày xưa ngày Hậu Tông hay dịch là đó, Đức Phật Kawa đó. Dạ, nhưng mà tức là cái đối tượng hướng đến đây là Đức Phật. Đức Phật ở đây là bậc đạo sư của chúng ta, Itibiso Phật Kawa, bậc Đức Thế Tôn. Chữ Phật Kawa ở đây á nghĩa là Thế Tôn, nhưng mà cũng chỉ cho bậc thầy, chỉ cho bậc mà người ta thời Đức Phật còn tại thế đó, người Phật tử ít gọi Đức Phật là Phật đó. Chúng ít dùng Đức Phật mà thay dùng chữ Đức Thế Tôn. Dạ, Phật Kawa. Dạ, Phật Kawa. Chữ Phật Kawa đó chỉ cho một bậc toàn hảo. Giống như chúng ta nói là trí đức song toàn, hay là văn võ song toàn, hay là cái bậc 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 được thành tựu hoàn toàn. Ở trong tiếng Anh dịch là blessed one. Dạ, yeah, blessed one. Dạ, yeah, chúng ta hay là exalted one. Exalted one. Arahan là ân đức đầu tiên. Chứ Arahan là bậc bậc hoàn toàn thanh tịnh. Và do hoàn toàn thanh tịnh, nếu mà gọi là cái bậc xứng đáng được cúng dường thì gọi là xứng đáng cúng dường. Thì chúng ta có chữ là ứng cúng, hay là bậc trọn lành. Trọn lành tôi bậc hoàn toàn thanh tịnh, mà ứng cúng là bậc xứng đáng cúng dường. Mà rất là thú vị là ở trong tiếng Phạn nó cũng có hai nghĩa luôn, Arahati và Arihata, có nghĩa là bậc đã đoạn tận phiền não, tất cả các phiền não, gọi là bậc thanh tịnh. Mà Arihata nghĩa là ứng cúng xứng đáng, là bậc hoàn toàn xứng đáng. Thành ra ngày xưa có khi dịch là bậc trọn lành, hay là đứng trọn lành, hay là bậc ứng cúng. Và cái chữ này trong chữ Hán, Phật học chữ Hán cũng thú vị là chữ Arahant thường dịch là A-la-hán. Nhưng mà A-la-hán
ở trong chữ văn hóa Phật giáo Bắc truyền á, A La Hán mang nghĩa khác mà mà bậc ứng cúng mang nghĩa khác. A La Hán là hạng thấp hèn, hạng trinh văn thấp, còn còn bậc ứng cúng thì là bậc xứng đáng cúng dường thì cao quý, nhưng mà A La Hán và ứng cúng cùng một chữ, thì cái là chữ âm, cái chữ viết. Dạ. Samma Sambuddho. Dạ, chữ Samma Sambuddho. Cái chữ này ở trong chữ Hán âm là Tam Miệu Tam Bồ Đề. Dạ, giống như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị nào đọc trong kinh Bát Nhã, chữ Samma Sambuddho là Tam Miệu, hay là Tam Mẫu, Tam Mẫu Tam Bồ Đề. Samma là chân chánh, Sambuddho. Sambuddho có hai nghĩa. Một nghĩa là toàn giác. Dạ, Sambuddho gọi là biến tri. Mà đúng ra chữ Sam á, nó ngoài cái nghĩa là hoàn toàn á, còn cái ý nghĩa là tự mình. Dạ, Samma Sambuddho là tự mình giác ngộ một cái chân chánh, là chánh biến tri. Những cái từ này thực sự rất là khó dịch, thưa quý vị, khó dịch hết. Thật ra ngày xưa chữ Hán á, có khi dịch chữ này bỏ chữ kia, do vậy người ta chọn cái chữ âm là Tam Miệu Tam Bồ Đề, tự mình giác ngộ cái chân chánh. Vicca Charana Sampanno, Vicca là minh, tức là trí tuệ sáng suốt. Và ở đây Vicca chỉ cho minh, nhưng khi chúng ta nói rằng túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tử minh, Vicca Charana là hạnh, hạnh tức là những cái công hạnh hay là hạnh đức. Thì thường là có tới 15 cái hạnh lớn của chư Phật. Thì về minh hạnh á, thì Sampanno là đầy đủ. Dạ, Sampanno là đầy đủ. Thì trong chữ Hán có cái cụm từ gọi là tri hành hợp nhất. Nhưng mà ở trong tiếng Pali, Vicca Charana Sampanno là bậc hiểu biết và thể hiện sự hiểu biết cái đầy đủ qua đời sống của mình. Là đời sống của Ngài là một sự thể hiện trọn vẹn sự giác ngộ. Và Ngài giác ngộ trọn vẹn cái gì Ngài sống, gọi là bậc minh hạnh túc. Vicca Charana Sampanno. Sugato, vậy là thiện thể. Thiện thể tức là bậc khéo đi. Sugato là bậc khéo đi. Bởi vì Ngài đi và mang lại cái lợi ích cho muôn loài chúng sanh, cho Ngài. Ngài đi mà không có thối chuyển. Một đi mà không có thối chuyển, gọi là thiện thể. Sugato. Sugato. Loka Vidu, ở đây dịch là thế gian giải, nhưng mà chữ Vidu ở đây là bậc hiểu biết. Dạ, Loka Vidu là bậc có thể hiểu biết một cách tròn đủ cả hai mặt, mặt nổi mặt chìm, cái trực tiếp gián tiếp, hiểu cái hữu hình cái vô hình, chư thiên nhân loại, dục giới sắc giới vô sắc giới, là Sukato là bậc thế gian giải. Cái chữ sau thì nó có vấn đề. Dạ, chữ sau có vấn đề là Anuttaro Purisadamasarathi. Thì có khi ta dịch là hai, là trong chữ Hán dịch là hai, nhưng mà ở trong phản văn thì hiểu là một. Anuttaro là tưởng từ là vô thượng. Dạ, Anuttaro là vô thượng. Và Purisadamasarathi thường dịch là bậc đánh xe điều ngự. Bậc đánh xe điều ngự tức là cái người huấn luyện, và huấn luyện chúng sanh, và chúng ta gọi là điều ngự trượng phu. Thì nếu mà điều ngự trượng phu á, nói là những cái là cái bậc thầy mà có cái vị mà có khả năng điều phục chúng sanh, cảm hóa chúng sanh mà vô thượng, thì chữ Anuttaro gọi là vô thượng điều ngự đó. Vô thượng điều ngự tức là một, chữ Anuttaro là vô thượng điều ngự. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày xưa khi chúng tôi đi học với Hòa Thượng, Hòa Thượng dịch là bậc đánh xe vô thượng điều ngự. Và bậc đánh xe giống như là một cái người đánh xe ngựa, và mà điều khiển con ngựa một cách thành thạo.
gọi là bằng đánh xa vô tiền đường ngữ, nhưng mà dịch chúng ta dịch là chung hai cái đó, Anuttaro Purisadamasarati là bậc vô thượng điều ngữ. Ở trong bản chữ Hán á, và thường thường quý thầy bên Bắc Tông á, mà nếu các ngài dùng cái bản của ngài An Thế Cao và bản dịch ngài An Thế Cao và ngài thì thường quy dịch là vô thượng sĩ, Anuttaro là vô thượng sĩ, và điều ngữ trường phu là hai cái ân đức riêng, không phải là một. Thành ra kể ra có thành 10 ân đức. Nhưng mà thật ra nếu mà nói theo văn á, thì cái vô thượng sĩ với Thế Tôn á thì là đồng nghĩa với nhau. Và Anuttaro là bậc vô thượng sĩ. Và thật ra cái chữ vô thượng á, vô thượng sĩ là bậc tối tôn ở đời, là đấng chí tôn, nhà chí tôn tối tôn á, thì nó lại dư nghĩa ở đây. Thật ra riêng đối với cá nhân chúng tôi đó, thì chữ Anuttaro này đó và chữ Purisadamasarati nên nhập chung lại với nhau, gọi là bậc vô thượng điều ngự, tức là cái bậc có cái khả năng cảm hóa tối thượng ở đời. Dạ. Cái bậc gọi là bậc bậc thầy một cái khả năng cảm hóa tối thượng ở đời. Nếu mà mình gọi là bậc vô thượng điều ngự thì mình phải bỏ chữ Anuttaro chung với chữ Purisadamasarati. Dạ, cô Nhật Quỳnh, cô post được, đừng post riêng. Anuttaro Purisadamasarati là bậc vô thượng điều ngự. Satha Deva Manusa Nang, Satha là thầy hay là bậc đạo sư, bậc đạo sư, thiên nhân chi đạo sư đó. Deva là chữ thiên, Manusa Nang là loài người, là bậc thầy của trời người hay là thiên nhân sư. Satha Deva Manusa Nang. Buddha là Phật Đà hay là giác, bậc giác ngộ. Dạ, Buddha là bậc giác ngộ hay bậc đại giác, đứng đại giác. Phakawa, như hồi nãy chúng tôi có định nghĩa, chúng ta truyền dịch là Thế Tôn, tức là bậc tròn đủ những điều may mắn nhất, giống như là trong cái trong cái văn hóa mà của Kitô giáo, họ có cái chữ Anointed One hay là Christ hay là The Chosen One. Được trôi xung quanh, nhưng mà trong tiếng Việt, tức là ở trong Phật giáo chúng ta nói đến một bậc mà kết tinh của tất cả những cái phước hạnh. Ngài sanh ra đời là một vị sống trong một gia đình cao quý, có một đời sống rất đẹp, đời sống rất thọ, có thân tướng rất là tốt. Ngài là bậc có đầy đủ những điều tốt đẹp ở trên đời, gọi là Phakawa. Itibiso Phakwa Arahang Sama Sambutho Vicha Charana Sampano Sukato Lokavidu Anuttaro Purisadama Sarati Satha Deva Manusanang Butho Phakwa. Thứ vị thường á, là khi người ta niệm Phật á, đôi khi họ niệm một trong những cái một trong chính cái ân đức này, có khi họ niệm thường là họ niệm những cái mà ngắn, thí dụ như là Arhang hay là Phakawa hay là Buddha. Dạ, Arhang, Buddha, đó là những cái ân đức niệm. Nhưng mà chúng tôi thì thông thường những lúc mà rảnh rỗi chờ đợi, hoặc giả là đôi khi mà làm việc mệt á, mà không có niệm hơi thở, thì chúng tôi hay niệm cả chính ân đức luôn. Ibiso Phakawa Arhang Sama Sambuddho Vicha Chakra Sambano Sukato Loka Vidu Anuttaro Purisadama Sarahi Satha Deva Manusanang Buddho Phakwa Ti. Bởi vì khi chúng tôi còn nhỏ đó, vào chùa thì đọc từng chữ và nhớ từng nghĩa. Nhớ nghĩa chữ này thì khi mình đọc á, mình đọc nhiều á, tâm mình nó rất là an tịnh, rất là an lạc, nhớ đến Đức Phật. Bây giờ thì muốn hỏi Thượng Tọa Thể Quyền là Thượng Tọa có ở trước máy mà Thượng Tọa nghe được không? Nếu Thượng Tọa có trước máy thì thỉnh Thượng Tọa hướng dẫn quý Phật tử đọc cho ân Đức Phật ba lần. Dạ, với Thượng Tọa Thể Quyền nghe được, chắc Thượng Tọa Thể Quyền hôm nay không có nghe được chút gì. Bây giờ thì để thỉnh Sư Nguyên Thông, Sư Thông Hoa Hỷ trở lại đọc cho đọc cho phần ân đức Phật này ba lần thỉnh sư Nguyên Thông.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tuân lệnh sư phụ đọc ba lần cái bài ấn Đức Phật. Itipiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sakkha Deva Manusanang Buddho Phagawati. Itipiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sakta Deva Manu Sanang Buddho Phagawati. Itipiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sakta Deva Manusanang Buddho Phagawati. Kính thưa sư phụ, con đã đọc xong ba lần bài ấn Đức Phật. Con xin trao mai là cho sư phụ. Dạ, chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ. Chị Phương xin truyền sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, ân đức Phật thì không có ân đức Phật thì không phải là một bài kệ, mà đơn thuần viết theo cái thể loại mà chúng ta gọi là như một cái bản liệt kê, do đó chúng ta không có cái tụng như là cái bài kệ mà Yusan Dishino ở trên. Một cái cách học mà chúng ta học dễ trong chứng phạn đó là chúng ta học từng chữ và từng cụm từ rồi chúng ta kết nối lại, như hồi nhỏ chúng tôi vào chùa học đó thì biết học Ibiso Fakawa Ibiso so fa itibiso fakawa iu ve, thì bắt đầu mình đọc là itibiso fakawa itibiso fakawa itibiso fakawa, rồi mình đọc dung miệng đọc nhiều lần thì itibiso fakawa, rồi mình đọc arahang 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 itibiso fakawa arahang itibiso fakawa arahang itibiso fakawa arahang, rồi sau một hồi mình nói samma sambuddho samma sambuddho samma sambuddho, đọc với nhân miệng samma sambuddho, rồi mình kết nối lại itibiso phakawa arahang samma sambuddho itibiso phakawa arahang samma sambuddho itibiso phakawa arahang samma sambuddho. Dạ, cứ như vậy đọc tới cái đặc biệt của chứng phạn đó là khi mà mình đọc nhân miệng rồi đó thì mình tụng rất là dễ, và người khác tụng thì mình tụng theo. Dạ, mình tụng theo. Và khi mà mình đã tụng được một vài bài rồi đó, những bài sau mình học dễ lắm. Dạ, những bài sau mình học quen thuộc. Khi mà mình mới học bài, một vài bài đầu quý vị chưa quen, quý vị đọc sẽ nó hơi líu lưỡi một chút. Nhưng mà khi mà mình đọc quen rồi đó, ví dụ như là mình đọc đến chữ Purisadamasarathi, nghe nó hơi líu lưỡi tại dài. Dạ, dài hơn chữ khác. Thì mình cứ lấy một cái cụm từ đó đọc đi lại hoài, Purisadamasarathi 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 Purisadamasarathi, đọc đến khi mà mình quen miệng rồi bắt đầu mình kết hợp lại từ đầu. Ibiso Phakwa Rahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambano Sukato Lokavidu Anuttaro Purisadamasarathi, rồi mình đọc đi đọc lại nhiều lần. Chư Tăng á, thì tất cả những vị vào trong chùa khi mà học thì có hai cách. Một á, là mình học quen dần khi ở một mình. Hai là mình tụng chung với đại chúng. Dạ, cũng bài kinh đó. Dạ, cũng bài kinh đó. Mình mới học á, thì mình tụng có nhiều khi mình bắp hay mình quên. Nhưng mà khi tụng ở trong chư tăng nhiều lần thì lại nhớ đi. Chúng tôi thì có một cách hồi nhỏ mà mình học cũng hay, nhờ có một vị sư. Dạ, vị sư này thì bây giờ mất rồi. Sư này sư chỉ cho chúng tôi học cũng hay lắm, là những lúc nào mà cái tâm mình phiền não, dạ, như là mình giận ai hay mình buồn chuyện gì đó, thì thay vì mình ngồi đó mình suy nghĩ chuyện buồn phiền hoài, mình đem cái tụng ra mình đọc. Dạ, mình đọc đó là một cách để xóa đi. Thật ra cách này cũng hiệu nghiệm thưa quý vị.
khi nào có bất cứ, bây giờ chúng tôi vẫn còn có thói quen, hồi chúng tôi đi vượt biên thì chúng tôi có nằm ở trên một chiếc thuyền nhỏ từ ở trong chợ Cà Mau đi trên sông Ông Đốc ra ngoài cửa biển 2 ngày. Thì 2 ngày đó mà mình đi, mình cũng biết là cái sự an nguy ra sao, hay là mình sẽ đi đâu, ngày mai mình thế nào. Thì thay vì ngồi đó mà lo sợ hay là nôm nớp á, thì chúng tôi đọc kinh. Đọc kinh rất là thường, và chúng tôi cảm thấy những giây phút sống rất là an lạc. Yeah. Lúc nào mà trong đời có chuyện gì thì chúng tôi chỉ đọc kinh thôi. Yeah. Ngài Ajahn Sư Mi Thô thì ngài hay đọc cái bài Tam Quy. Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Bhutang Sanangachami, Thamang Sanangachami. Còn chúng tôi thì chúng tôi hay đọc Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Dạ, yeah. Đọc tới đọc lui nhiều năm rồi, cảm thấy rằng đó là một cái nơi nương tựa về tinh thần của mình, đơn giản như vậy. Dạ, yeah. Đọc Ân Đức Phật, Đức Pháp Tăng, mà khi vì đọc nhuần nhuyễn rồi đó, mà mình hiểu nghĩa rất là thấm thía. Dạ, yeah. Thấm thía lắm, quý vị. Cái Ân Đức Phật, Đức Pháp Tăng có nhiều ý nghĩa rất là thấm thía. Mình là người con Phật thì mình nên học điều này. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với cái lớp phản ngữ ngày hôm nay đó. Là trong giáo trình này trường tọa từ siêu biên soạn trở lại, thì mở đầu cũng là đặc biệt là trường tọa chú trọng về động từ ha. Dạ, trường tọa về chú trọng động từ. Thì trong cái động từ này, ở trong tiếng Phạn chúng tôi ôm lại đó là động từ tiếng Pali đó hơi khác với tiếng Việt của chúng ta. Tiếng Việt chúng ta mình nói rằng tôi đi, anh đi, chị đi, chúng tôi đi, họ đi, thì bây giờ chúng ta chỉ nói là chỉ đi, và chúng ta chỉ có cái chủ từ thôi. Nhưng mà ở trong tiếng Phạn thì cũng giống như rất nhiều sinh ngữ, và kể cả Anh ngữ, là nó phải được chia. Dạ, phải được chia. Dạ, phải được chia động từ. Thì tương đối mà nói đó, động từ Pali chia thấy nó nhiều nhưng mà không nhiều. Và cũng có một số động từ bất quy tắc, giống như trong tiếng Anh. Ở trong tiếng Anh thì có hơn 200 động từ bất quy tắc. Thì trong tiếng Pali cũng có chừng khoảng 300 động từ bất quy tắc. Nhưng mà cái chuyện động từ bất quy tắc là cũng nó không phải là chuyện khó. Chúng ta học từ từ, chúng ta quen đi. Nhưng căn bản thì động từ tiếng Pali chia, đầu tiên là chúng ta chia theo thời, rồi chúng ta chia theo ngôi, chúng ta chia theo số. Và nói theo thời đó, bên cạnh đó thì nó còn có những cái cách khác, như thí dụ mệnh lên cách chẳng hạn. Nhưng mà cái đó chúng ta học sau đi, chúng ta nói sau. Hiện tại bây giờ chúng ta nói đơn giản là thời hiện tại đơn giản. Dạ, yeah, hiện tại đơn giản. Thì cái hiện tại đơn giản này, dạ, yeah, chúng ta chia làm 3. Thì khi mà quý vị học với trường tọa tuệ siêu á, trường tọa lại thích dịch sát, và dịch sát với cái văn phạm của Pali theo sách xưa. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị rằng cái văn phạm xưa với văn phạm bây giờ thì thật sự nó có thay đổi nhiều lắm, chứ không phải là văn phạm luôn luôn giống nhau và tùy theo mỗi ngôn ngữ nữa. Ví dụ từ loại dịch là ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, thì chúng tôi thấy rằng cái đó nó sẽ làm rối thêm cho quý Phật tử. Chúng ta cứ lấy cái văn phạm tiếng Anh nó quen thuộc bây giờ, và đa số các ngôn ngữ hiện đại, ở trong ngôn ngữ hiện đại ta nói ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhì, ngôi thứ ba. Ngôi thứ nhất là chỉ là tôi, chúng tôi. Ngôi thứ hai nghĩ là anh, các anh. Và ngôi thứ ba là nó, chúng nó. Dạ, yeah. Ba ngôi, chúng ta nhớ như vậy. Và trong ba ngôi này, mỗi ngôi có số ít và số nhiều. Thật ra thì tiếng Pali mà vậy mà nó đơn giản hơn tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit thì có ba số, thưa vị. Tiếng Pali chỉ số ít và số nhiều thôi. Hoặc là một tức là số ít, hoặc là số nhiều là từ 2 trở lên. Nhưng mà tiếng Sanskrit thì có 3 số, là số đơn, số kép và phức số. Và đơn số kép số, thì hoặc là 1, hoặc là 2, hoặc là số nhiều. Cái đó không huyền nữa. Tiếng Phạn thì tiếng Pali thì đơn giản hơn. Thì ở đây chỉ có số ít và số nhiều. Thì số ít ở đây là tôi, anh, nó. Số nhiều là chúng tôi,
các anh chúng đó, đơn giản như vậy. Thì ví dụ như cái sát thí là đi, và bây giờ nói tôi đi cái cha mí, và chúng tôi đi cái cha má, và anh đi cái cha sĩ, các anh đi cái cha thá, nó đi cái cha tí, chúng nó đi cái cha tí, và chúng ta nhớ như vậy. Thì đôi khi á, nó có một vài cái biến cách, một vài cái biến cách mà quý vị nói thượng tọa tự quyền trở lại, thượng tọa tự quyền có dấu hiệu là đã nghe được. Quý vị có thể chờ chúng tôi chút xíu. Tùy vào cái dạng của các chữ, có nhiều khi nó có cái dạng a e o, đó là những dạng động từ. Ví dụ như là gachati thì cái gacha là đi, nhưng mà chúng ta nói là mua là kina là mua, thì a là dài, thì kina tí, kina tí, kina sĩ, kina tha, kina mỹ, kina má. Rồi có chữ e, thí dụ như là đê xê tí, đê xanh tí, đê xê xí, đê xê tha, đê xanh, đê xê mỹ, đê xê má. Nó cũng có dạng ô như caro, caro là làm, caro tí, caro tí, caro xí, caro thá, caro mỹ, caro má. Khi mới học á, thì chúng ta có vẻ hơi rối đó, chúng ta hơi rối, nhưng mà khi mà quý vị học lâu rồi thì thật ra nó đơn giản lắm. Nó đơn giản, ví dụ như caro tí, caro tí, caro tí, caro tí, mình thấy có chữ tí, tí mà nó là không chia n đứng phía trước là số ít, mà có n số nhiều. Caro tí là nó đi, caro tí là chúng nó đi, mà caro xí là anh đi, chữ xí, mà thá là các anh đi, caro thá, caro xí, caro thá. Rồi mỹ và má, mỹ là số ít và má là số nhiều. Caro mỹ, caro má, như caro mỹ, caro má. Chúng tôi nói như vậy đó thì quý Phật tử ban đầu thì nghe cũng chưa có quen, nhưng mình học một lúc rồi đó thì mình cảm thấy ồ, sao mà nó dễ như vậy. Hồi trước mình thấy nó khó, nhưng thực sự nó rất là dễ. Như thượng tọa Từ Siêu có đưa cho quý vị cái thí dụ về chữ chữ á và gách sát như trong bài học trước. Còn bài học này thì có chữ a e o, thì chúng ta thấy rằng nó hao hao giống nhau chứ không có nhiều. Động từ kina là mua, thì kina tí, kina tí là nó mua, chúng nó mua. Kina xí, kina thá là anh mua, các anh mua. Kina mí, kina má là tôi mua, chúng tôi mua. Rồi e là dc tí, dc tí, dc là nói hay là thuyết. Vị ấy nói, dc tí, các vị ấy nói, các vị ấy thuyết, pháp là dc tí, và các vị ấy thuyết, các vị sử là đề sinh tí. Rồi anh thuyết hay là sư thuyết thì đề xê xí, các anh thuyết đề xê thá, tôi thuyết đề xê mí, và chúng tôi thuyết là đề xê má. Làm caro, caro tí là nó làm, caro tí là chúng nó làm, caro xí là anh làm, caro thá là các anh làm, caro mí là tôi làm, caro má là các anh làm. Thật ra nếu mà chúng ta cứ nhồi tới nhồi lui, học tới lui, nhắc tới nhắc lui là ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, số ít số nhiều,
ngôi thứ nhất, thứ hai, ba, số số nhiều. Dần dà chúng ta sẽ quen thuộc, dễ, rất là dễ, rất là dễ nhận mặt chữ. Và cứ đưa động từ ra, chúng ta theo đó chúng ta làm thôi. Thấy nó khó chứ thực sự nó không có khó. Học á, thì nó có điểm như vậy, người ta nói là văn ôn thì bỏ việc. Dạ. Và sư trưởng hồi xưa, sư trưởng cũng nói là mày học cái gì á, mình nói cho nó nhường miệng, suy nghĩ cho nó nhường ý. Dạ. Nói cho nhường miệng đó là cái đó mình nói đi nó lại hoài. Quý vị buồn, không có chuyện gì quý vị cứ đọc. Thí dụ như caro tí caro tí caro xí caro thá caro mí caro má, đọc quen miệng rồi thì mình hỏi caro xí là gì. Caro xí là ngôi thứ hai số ít. Caro thá là gì? Ngôi số hai số nhiều. Caro bí là ngôi thứ ba số ít. Caro má ngôi số ba số nhiều. Caro tí ngôi thứ ba số ít. Caro tí là ngôi thứ ba số nhiều. Thì mình cứ ngôi thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và số ít là số nhiều. Rồi từ đó dần dà rồi mình làm quen. Cái học của chúng ta ngày hôm nay khác với học từ chương ngày xưa, đó là chúng ta ít có muốn học thuộc lòng. Và dù sao đi nữa thì học thuộc lòng vẫn là một cái chìa khóa đi vào phía của ngôn ngữ nói riêng và học thuộc nói chung. Dĩ nhiên là ông Albert Einstein ông có nói rằng cái gì mà tôi có thể tra được thì tôi không có cần phải nhớ, nhưng mà ông là một thiên tài. Còn chúng ta thì có một câu nói ngược lại là cái gì mình nhớ được thì mình đỡ phải tra. Nói nghe nó kỳ. Ông nói cái gì tôi có thể tra được thì tôi không cần phải nhớ. Nhưng mà chúng ta nói là đó ông ở độ thiên tài. Còn chúng ta thì ngược lại, cái gì mình nhớ được thì đỡ phải tra. Nhớ được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nếu mà quý Phật tử mà thường nhớ thì quý vị sẽ quý sẽ cảm thấy dễ dàng và sẽ thấy nó chân đúng. Hỏi học mỗi ngày mỗi tiến bộ thêm. Một ở trong những cái chuyện tốt của sự tự học đó là sự tự khích lệ, tự khuyến khích chính mình. Và khi mà quý vị tưởng tượng như vậy, quý vị sẽ khích lệ nhiều lắm. Là Đức Phật để lại cho chúng ta một cái kho tàng, và một kho tàng lớn. Mà cái kho tàng đó mình có hưởng dụng được hay không đó là tùy mỗi người. Giống như cha mẹ để cho chúng ta một cái mảnh đất rất lớn, rất là phì nhiêu, nhưng mà mình hưởng dụng được hay không là mình có biết cách mình gieo trồng, mình sử dụng cái đất cái như thế nào. Thì Đức Phật để chúng ta một kho tàng, mà nếu chúng ta học tiếng Phạn nhiều, quen tiếng Phạn nhiều, thì ít nhất là khi mình đọc kinh mình cảm thấy nó không khó chịu. Có nhiều vị mới đọc loáng thoáng thấy tiếng Pali, thấy tiếng Phạn quý vị sợ rồi, nhưng mình đã thích rồi thì mình học rất nhanh. Quý vị, cái đó là một cách tự khuyến khích mình. Và ai mà đọc mà hiểu nữa đó, càng học càng hiểu nữa, thì dần dà điều đó nó không phải là dễ dàng, mà dẫn đến chỗ thích thú. Sự thích thú làm cho chúng ta học mau, học nhanh và học dễ thấm nhuần. Và một thứ mà rất là lợi lạc cho chúng ta đó là gieo duyên, tạo cái duyên lành. Thật ra thì Phạn ngữ đó có thể gọi là một cái ngôn ngữ mà theo Phạm Thiên Sampati đó là một cái ngôn ngữ hoàn vũ. Trong cái ngôn ngữ học đó, họ nói ngôn ngữ Ấn Âu, gọi là Indo-Europe đó, là mẹ của tất cả những ngôn ngữ, một cái nhánh ngôn ngữ lớn của thế giới. Và khi mà chúng ta học vào tiếng Phạn thì rất là thú vị, rất là lợi lạc. Vì vậy mình hãy khuyến khích, chúng ta hãy khuyến khích chúng ta học để gieo duyên lành. Có khi mà học tiếng Phạn đời sau mình sanh ra đời đó, thì do cái thói quen, do cái duyên lành đó, chúng ta rất là dễ dàng để thâm nhập, dễ dàng để nghe Pháp. Và khi mình học tiếng Phạn, thưa quý vị, nó cũng tạo cho chúng ta một cái cảm giác là mình muốn đầu tư nhiều hơn vào cái kiến văn của Phật Pháp, vào cái sinh hoạt của Phật Pháp. Quý vị nào mà có dịp đi hành hương về các quốc Phật gia Phật giáo như là Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, mà quý vị có đi đến chùa chiền, quý vị sẽ thấy rằng cái tiếng Phạn là một cái khả năng sử dụng mà chúng ta có thể đắc dụng
sử dụng rất là nhiều nơi. Riêng chúng tôi, thưa quý vị, ở tại chùa Pháp Luân á, ở tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston á, thì chư tăng ngoại quốc như chư tăng Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện đến chùa dự lễ rất là thường. Và chư tăng đến chùa thì các ngài cũng thoải mái, tại vì khi mình làm lễ đó thì cái nghi thức tắc bạch hay là tụng kinh xin giới vân vân thì đều tiếng Phạn. Và khi tụng kinh đó, thì chúng tôi cũng có tụng chung, cả hai là tiếng Việt, Phạn ngữ và Việt ngữ, các ngài cũng quan hệ. Các ngài nói có nhiều khi người Việt Nam thỉnh đến nơi khác tụng tiếng Việt không, các ngài không có theo được, nhưng mà đến chùa Pháp Luân thì có tiếng Phạn tiếng Việt, các ngài quan hệ. Thì nói chung là chúng ta hãy tìm những lý do rất là chánh đáng, rất là thường duyên, rất là khích lệ để chúng ta học. Một khi mà mình đã yêu thích rồi, một khi mình đã muốn học rồi thì không ai cấm mình được hết. Cái quan trọng là mình thích hay không. Nếu mình thích rồi thì cứ học thôi, dù là học Pali, học Thắng Pháp, học môn này môn kia cũng vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Chư Chư Tăng đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Ngày mai sẽ là chương trình Trung Bộ Kịch do trường hợp đang trường tòa tự nguyện giảng dạy. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con hành kính tri ân quý ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Up.
phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pa ni su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang ho tu sa pa su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa sang ca lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta rang biển công đức đã làm kiến kiến là nay thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân giác. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bích Tha. Dạ, cảm ơn Nguyên Sưng. Nguyên Sưng có tin nhắn trong khuôn. Nguyên Sưng ơi.